Hello, chào cả nhà. Thì sáng nay là ngày 5 tháng 5 năm 2020. Thì mình có soạn một cái đơn hàng của chị Tiền ở Trà Vinh. Chị Tiền này thì mua cây bên mình đã được 2-3 lần rồi. Và bây giờ chị tiếp tục mua hai cây màu vàng nghệ nữa. Thì chị Tiền này đã tin tưởng và mua hàng cây bông trang bên mình đã nhiều lần, và lần này chị tiếp tục đặt hai cây này, và đa số là chị lấy bông trang màu vàng nghệ không à các bạn ơi, cho thấy là màu vàng nghệ rất là hot hiện nay. Cho nên bạn nào xem video của mình và thích cái loại bông trang màu vàng nghệ rất là tươi này thì hãy comment bên dưới và đặt hàng giúp mình để mình liên hệ lại, hoặc là các bạn kết bạn Zalo qua số điện thoại mình để trên tiêu đề là 0911 643 600 để được tư vấn hỗ trợ, để cho các bạn đặt hàng thật là yên tâm. Rồi mình review sơ lược hai cây bông trang màu vàng nghệ mình chuẩn bị giao cho chị Tiền ở xã Sông Đốc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Bây giờ mình kết thúc video ở đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.